Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Hội nghị liên tịch ban thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019. Tân Hóa, Nha Bè phát huy hiệu quả tránh lũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 9, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch ban thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến xem xét thông qua các nghị quyết kèm tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm nghị quyết thông qua dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020, nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đường cứu hộ cứu nạn từ quốc lộ 1 đến khu di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ, kết nối khu du lịch khu tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1. Nghị quyết chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất, bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết số 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án khu nhà ở thương mại phía đông đường Nguyễn Văn Linh thành phố Đồng Hới, phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021, nghị quyết sát nhập, hợp nhất và đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, nghị quyết thông qua đề án thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở nâng cấp xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch, miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung rà soát thảo luận công tác chuẩn bị các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của thường trực các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản khác liên quan đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 11 khóa 17. Sáng nay ngày 6 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và một số vấn đề nổi lên trong thời gian qua. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Tháng 8 năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, tuy nhiên sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do hạn hán và dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp. Diện tích gieo trồng vụ hè thu giảm 7,2% so với vụ hè thu năm trước. Đến hết tháng 8 đã thu hoạch được trên 11.200 ha lúa. Dự báo năng suất bình quân chung toàn tỉnh giảm 14%. Về sản lượng thủy sản, tháng 8 ước đạt trên 10.800 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so với cùng kỳ. Thị trường bán lẻ hàng hóa tháng 8 có mức tăng trưởng khá với tổng mức ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ ước đạt 145 tỷ đồng, trong đó tăng cao nhất là nhóm dịch vụ bất động sản. Tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình tháng 8 ước đạt 635.000 lượt khách, tăng 31%, trong đó khách quốc tế ước đạt 29.200 lượt. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo các sở ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tài chính tín dụng, công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, quản lý đầu tư xây dựng, hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Lĩnh vực văn hóa xã hội được tăng cường, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2019, đảm bảo nội dung và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh đến triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các lĩnh vực kinh tế là thế mạnh của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án trọng điểm, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiên tai, mưa lũ, tình hình an ninh tôn giáo, v.v. Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Bình vừa tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình dung chính sách xã hội do Ban Chỉ đạo Trung ương phát động.
Đây là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cả cấp, cán bộ đảng viên, các tổ chức và cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau gần 3 tháng triển khai, toàn tỉnh có 1.309 bài tham gia dự thi, trong đó có 48 bài có chất lượng cao. Nhiều bài được tác giả đầu tư công phu, sáng tạo, hình ảnh đẹp, độc đáo, các tư liệu minh họa sâu sắc và thuyết phục. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ông Võ Trọng Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Xuân, thành phố Đồng Hới, giải nhì cho ông Phan Đình Hiểu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quang Phú, và bà Phan Thị Thanh Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Ngoài ra, trao giải ba cho 3 cá nhân và trao giải khuyến khích cho 5 cá nhân. Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Bảo Thanh Niên vừa tổ chức bàn giao hệ thống điện mặt trời cho trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy nhân dịp khai giảng năm học mới. Đợt này, Tổng công ty Điện lực Miền Trung phối hợp với Bảo Thanh Niên, Bảo Tuổi Trẻ, Bảo Lao động tài trợ xây dựng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, trao tặng 4 trường học trên địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên với tổng trị giá 1 tỷ đồng, trong đó có trường phổ thông dân tộc nội trú Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Mỗi công trình có quy mô 30 tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà và một thiết bị hoa lưới với công suất trên 11,1 kWh, tạo ra sản lượng bình quân 40,59 kWh điện mỗi ngày. Dịp này, Bảo Thanh Niên cũng đã trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho các học sinh vượt khó học giỏi của trường. Hôm qua ngày 5 tháng 9, đại diện công ty Honda Việt Nam tại Quảng Bình đã trao mũ bảo hiểm cho 146 học sinh lớp 1 trường tiểu học Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. Sáng ngày 5 tháng 9, đại diện công ty Honda Việt Nam tại Quảng Bình đã trao mũ bảo hiểm cho 146 học sinh lớp 1 của trường tiểu học Đồng Mỹ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giữ tròn ước mơ, trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc, được công ty Honda Việt Nam phát động lần đầu tiên vào năm 2018. Năm học 2019-2020 này, công ty Honda Việt Nam sẽ trao gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh trong toàn quốc nhằm nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ em từ 6 đến 18 tuổi đội mũ bảo hiểm lên 66% vào năm 2019. Xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà văn hóa cộng đồng. Công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn Tây Thiền được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2019, có diện tích 96 m² và một sân bóng chuyền hơi với tổng kinh phí đầu tư gần 1 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần 200 hộ dân nơi đây. Đồng thời, tạo điều kiện để thôn Tây Thiền hoàn thiện và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Các lực lượng phối hợp thuộc công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy với hàng chục đối tượng tham gia ngay tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa bàn xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Qua công tác trinh sát, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Rose tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, do Hà Ngọc Huy, chủ tại tổ dân phố 6, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện, Nguyễn Chí Cương, sinh năm 1983, chủ tại tổ dân phố 5, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, quản lý karaoke Rose, tàng trữ một viên nén, theo Cường khai nhận là ma túy. Kiểm tra tại các phòng hát 201, 202, 303, phát hiện có 15 nam nữ thanh niên có hộ khẩu thường trú tại huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa, huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một số túi ni lông bên trong chứa các chất tinh thể màu trắng, các dụng cụ sử dụng ma túy còn sót lại một ít tinh thể màu trắng và ma túy hồng phiến. Qua test nhanh các đối tượng khách hàng tài khoản thì đều dương tính với ma túy. Bước đầu làm rõ, các đối tượng trên đã khai nhận đang cùng nhau sử dụng ma túy ketamin, khi chưa sử dụng hết thì bị phát hiện. Nguồn gốc số ma túy trên được mua từ Nguyễn Chí Cương, người quản lý cơ sở, trong đêm 30 tháng 8 và do Cường trực tiếp đưa vào phòng và giao cho nhân viên đưa lên cho khách. Theo lời khai của Hà Ngọc Huy, chủ cơ sở, thì việc điều hành hoạt động của quán đều giao cho Cường làm quản lý, tuy nhiên lại không có hợp đồng cụ thể. Vụ việc đối tượng có liên quan là Nguyễn Chí Cương đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Bão vừa đi qua, lũ lại đến, để lại nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Bình lại gồng mình chia sẻ những khó khăn trong những ngày mưa lũ kéo dài. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là những địa bàn thường xuyên bị chia cắt, ngập sâu,
tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, ứng phó và khắc phục hậu quả, tăng cường phương tiện hỗ trợ nhân dân đi qua khu vực nguy hiểm, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng bám sát tình hình mưa lũ, có phương án giúp đỡ, đảm bảo an toàn cho người dân và tham mưu cho chính quyền các cấp không để xảy ra tình trạng thiếu đói trên địa bàn. Để kịp thời đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồn biên phòng Cà Seng, đồn biên phòng Cha Lo đã tăng cường lực lượng xuống các bản, đến từng nhà kiểm tra bếp ăn, lượng dự trữ lương thực, thực phẩm dự phòng kịp thời bổ sung cho bà con, không để cho nhân dân thiếu đói, đứt bữa, tuyên truyền vận động bà con vệ sinh, khơi thông dòng chảy, ao tù, nước đồng, hạn chế thấp nhất xảy ra ốm đau, dịch bệnh sau mưa lũ. Trong đợt lũ này, ở vùng rốn lũ xã Tân Hóa, 100% nhà dân đã bị ngập. Tuy nhiên, nhờ những căn nhà bè chống lũ nên người dân Tân Hóa có phần giảm bớt những khó khăn. Đây là nhà bè vượt lũ của gia đình anh Thái Xuân Lực ở thôn 2 Yên Thọ. Khi nghe tin có mưa lũ xảy ra, mọi vật dụng sinh hoạt cần thiết cho gia đình cùng với lương thực thực phẩm đã được di dời lên nhà bè. Nhờ vậy mà trong hai ngày nay, khi nước lũ dâng cao chừng nào thì nhà bè nổi lên đến đó, gia đình anh sống an toàn giữa mưa lũ. Gia đình thì nhà chính thì ngập hết rồi, còn nói chung thì nước ở đây sâu tầm hơn 4 mét, nói chung như giờ cũng được nhà nổi, gia đình tôi cũng sống an toàn được. Nói chung là dân ở đây là năm nào cũng lũ lụt như vậy, mà nhưng được đủ kinh nghiệm từ trước đến giờ hôm nay là cũng làm được cái nhà nổi. Nói chung là lụt từ khi đêm đến giờ mà nói chung là gia đình với tài sản an toàn cả. Thấy hiệu quả từ nhà bè mang lại, xã Tân Hóa đã vận động bà con tích góp tiền đầu tư xây dựng nhà và được mọi người hưởng ứng cao. Toàn xã hiện có hơn 420 nhà bè vượt lũ, nhà nhỏ rộng chừng 20 m², nhà lớn hơn cũng rộng đến 50 m² và được định vị cố định bằng 4 cột trụ sắt đặt xung quanh nhà bè. Những căn nhà bè an toàn vững chãi trong mưa lũ. Có thể khẳng định đến thời điểm hiện nay nhà nổi của đồng bào của nhân dân ở xã Tân Hóa đã phát huy cái hiệu quả. Để đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản, xã Tân Hóa đang tích cực triển khai phương án 4 tại chỗ, đồng thời phối hợp với lực lượng bộ đội, công an tập trung lực lượng di dời các hộ dân chưa có nhà bè lên các khu vực cao rào như nhà tránh lũ, trường học, trụ sở ủy ban nhân dân xã và đã di dời được hơn 70 hộ gia đình. Tân Hóa hiện chưa có thiệt hại về người và tài sản. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin lũ cuối cùng trên các sông tỉnh Quảng Bình. Hiện nay lũ trên các sông đang xuống chậm, mực nước lúc 7 giờ ngày 6 tháng 9 trên các sông như sau. Sông Kiến Giang tại Trạm Lệ Thủy 2,6 m, dưới báo động 2 là 0,14 m. Sông Danh tại Trạm Mai Hóa 3,07 m, trên báo động 1 0,7 m. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dao động trên mức báo động 1. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong buổi chiều ngày 6 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc có mưa rào, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc có mưa rào, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 81 đến 90%. Khu vực Công Nha trời nhiều mây, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc có mưa rào, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoan Lão trời nhiều mây, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 81 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực thị trấn Quảng Hào trời nhiều mây, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.